Alo, xin chào mọi người đã quay trở lại với The Vinci Dev Channel. Trong cái series khóa học lập trình backend bằng Golang với cái Eco Framework, thì ở những cái video trước mình đã giới thiệu cho các bạn cái cách để sử dụng một cái middleware như thế nào, và cụ thể là một cái middleware có tên là BasicAuth, dùng để authenticate một cái user, nghĩa là xác minh một cái user. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn sử dụng một cái middleware nữa của Echo hỗ trợ, nó chính là GWT middleware, hay còn viết tắt của JSON Web Token. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết về cái JSON Web Token là gì, hay là chưa hiểu về authenticate hoặc là authorization, authentication và authorization, thì xem lại cái video trước đó của mình cũng đã có một cái bài giới thiệu để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái vấn đề này. Thì ở cái video này mình chỉ đi ngay thẳng luôn vào cái code thôi, cách sử dụng code thôi, mình sẽ không nói lại về cái vấn đề đó nữa ha. Vậy thì ở cái video trước mình đã viết một cái API gọi là login API. Login API này sử dụng cái middleware BasicAuth để có thể xác minh được cái username và password của client gửi lên. Client gửi lên username password đi qua BasicAuth. Nếu mà thành công thì sẽ tới login API. Login API này nó sẽ trả về một cái token. Thì cái code hiện tại của mình, cái login API của mình đang hạt code một cái token rất là cũ bắp, nên là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thôi, nó không mang một cái ý nghĩa gì cả trong cái hệ thống. What the hell? Thì hôm nay mình sẽ thay đổi cái token đó bằng cái GWT Access Token. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để có thể gen ra được cái Access Token này, và cách để mà mình sử dụng nó trong những cái API của mình như thế nào. Thì sau khi login API trả về cái access token cho client, client sẽ cầm cái token đó đi gọi qua cái hello API này. Lúc này hello API sẽ đi kiểm tra lại cái token này, xem là cái token này có hợp lệ hay không, và báo cho client biết. Trong cái video trước á, thì cái Hello API của mình nó chưa có sử dụng middleware nào gì hết, nghĩa là bên ngoài cứ gọi vào từ thoải mái, không bị chặn, không bị gì hết. Thì ở video này mình sẽ sửa lại chút xíu để sao cho những user nào đã login vào cái hệ thống của mình mới được phép gọi lên cái Hello API này ha. Và trong cái ví dụ này thì cái token của mình, cái payload của nó sẽ bao gồm là username, một trường nữa là xem coi là user này có phải đúng là admin hay không, và một cái nữa là cái thời gian hết hạn của cái token, nghĩa là khi mình cấp một cái token cho user thì nên đặt ra một cái thời gian hết hạn của token đó, ví dụ như 5 phút, 10 phút, 1 tiếng, 2 tiếng hay là 24 giờ gì đó, để hạn chế cái việc token đó quá lâu, user nó login, nó đi ra khỏi cái section đó rồi, thì nên refresh lại cái token mới bằng cách login lại hay gì đó ha. Thì mình nên có một cái gọi là thời gian hết hạn, cái expire time ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào code luôn thôi, code luôn cho nó nóng ha. Chắc tới đây thì nhìn cái hình các bạn sẽ hiểu là trong cái video ngày hôm nay mình sẽ làm gì rồi. Rồi, bây giờ hiện tại hệ thống của mình đang có login sử dụng BasicAuth. Vậy thì trong cái login này mình phải trả về một cái size token của JSON Web Token. Thì làm sao để có được cái đó ha?
Bây giờ mình sẽ coi cái ví dụ gọi là example của Eco để mình không cần phải nhớ quá nhiều thứ. Thì đây, ví dụ nó là nó sẽ tạo ra một cái new cái GWT token bằng cái sign method là SH256 ha. Sau đó truyền vào những cái payload và gọi hàm size string cùng với cái secret key của mình, thì nó sẽ ra được cái token và mình trả cái token này về cho client thôi ha, rất là dễ. Nhưng cái vấn đề đặt ra là trong trường hợp này cái username và password nó nằm ở cái middleware này của mình, nghĩa là username password nó nằm ở đây chứ nó không vô tới cái API login này của mình, thì làm sao trong cái API login này mình có được cái username để mà mình có thể đưa nó vào trong cái payload của token của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đây, ví dụ như trong trường hợp này nó đúng là user admin rồi á, thì mình sẽ truyền cái username vào cho cái handler ở bên trong bằng cách mình sẽ gọi hàm set, mình sẽ gọi hàm set một cái key và một cái value. Cái key của mình sẽ là username và cái value của mình chính là cái username mà client truyền lên. Ok chưa? Rồi, bây giờ tiếp theo trong cái login API này, đầu tiên mình sẽ lấy ra cái username, thì nó sẽ bằng c chấm get cái key sẽ là username. Và mình sẽ chấm string, nghĩa là mình sẽ khi mà cái hàm get này nè nó trả về một cái interface. Đấy, thì mình sẽ ép nó về cái kiểu là string luôn, là mình sẽ chấm string ở đây luôn ha. Và nó báo là cái username này đã declare nhưng mà chưa được xài. Thì bây giờ mình sẵn tiện thì mình lóc ra thôi ha. With username. Là username. Ok. Rồi, sau khi mình đã có username rồi, bây giờ tiếp theo thì mình phải kiểm tra xem là cái user này có phải là admin hay không. Trong trường hợp ví dụ như mình có nhiều user đi ha, thì rồi trong trường hợp này bây giờ mình sẽ xóa code này, mình sửa lại xíu chứ trong trường hợp mình ít ngang nhiều user nha. Cái này thì ngoài thực tế mình không ai làm vậy nha, nhưng mà trong cái ví dụ này thì mình không có, mình trong tạm thời trong cái ví dụ này mình chưa có dính gì tới cái việc là query database là cái kiểu, thì mình cứ code tạm như vậy ha. Nếu username bằng admin và password là bằng password thì mình sẽ set cái username và mình sẽ set thêm cái admin là nó bằng true. Rồi, mình return true min ha. Ngược lại mình return fail. Rồi bây giờ mình trong thêm một cái trường hợp nữa ha.
là nếu username là bằng phân gì phép và password, nó hiểu bằng password thì anh phân gì phép này không phải là admin ha, thì admin là bằng fail. Nó giả sử mình có hai user như vậy đi. Rồi tiếp theo thì ở đây mình đã có, mình sẽ tiếp tục mình lấy cái admin ra bằng cách là c.get admin chấm buồn được chưa, và mình cũng lóc luôn. Login with admin 100V và mình in cái chữ admin ra luôn ha, in admin ra coi là nó true false. Ok rồi tiếp theo bây giờ là lúc quá trình mà mình degen cái token này, thì đầu tiên có nghĩa là cái token của mình nó phải là GWT chấm new ha. Rồi new và mình sẽ truyền vào một cái giải thuật để mà nó gọi là nó sai cái token của mình bằng cách là sai method là HS256, nghĩa là HMAC SHA256. Rồi sau khi mình được cái token rồi, tiếp theo thì nếu như mà các bạn quên thì các bạn có thể lên cái trang document của nó để mình xem ha. Thì tiếp theo mà sau khi mình đã tạo được token rồi á, thì các bạn sẽ lấy cái claim này ra, cái claim này bạn truyền cái data vào theo cái dạng là key value, thì nó chính là cái phần đại diện cho payload của mình, payload của cái token đó ha. Rồi tiếp theo mình claim chấm bằng cái token chấm claim. Rồi, ok. Ok chưa? Sau đó mình sẽ truyền vào những cái key value mà mình mong muốn. Thì trong trường hợp của mình, key value của mình sẽ là username, admin và cái thời gian mà nó expire cái token. Rồi, đầu tiên là claim username nó bằng username. Đúng rồi. Admin thì nó sẽ bằng admin và rồi bây giờ tới cái thời gian hết hạn thì cái này trong cái GPT nó có định nghĩa sẵn một cái key claim name tên là ESP ha, nó là expiration time, là thời gian khách hàng. Cái này định nghĩa sẵn, mình cứ define theo là nó sẽ chạy ha, mình không cần phải xử lý trong trường hợp này. Thì mình sẽ làm theo như vậy, thời gian khách hàng của nó sẽ là SP sẽ bằng time thời gian hiện tại nè ha, sau đó cộng thêm một cái khoảng thời gian nữa, ví dụ mình nói là trong vòng, trong demo của mình thì mình cho là khoảng bao nhiêu, 2 phút đi, là nó sẽ hết hạn. Đấy, 2 phút là cái claim này nó sẽ hết hạn. Rồi, ok, sau khi mình đã truyền cái claim vào, những cái claim vào, thì bây giờ mình sẽ gen cái token thôi, token string của mình. Nó sẽ bằng là token chấm size string ha. Và mình sẽ truyền vào cái secret key của mình dạng byte, slide byte ha. Thì cái key secret key của mình là my secret key. Ok. Rồi, nếu error nó khác đi thì mình lóc ra.
Sai, token arrow. Và mình return cái arrow ha. Còn ngược lại thì trường hợp thành công thì mình trả cái token này về cho, và vậy là coi như là mình đã hoàn thành được cái việc là khi login mình sẽ trả về cho user, cho client một cái token ha. Bây giờ làm sao để mà mình chạy đây, bây giờ mình sẽ chạy cái server mình lên, mình sẽ run cái server của mình lên ha. Go run main.go. Rồi, server của mình đã chạy rồi, giờ mình sử dụng botman để mình test. Rồi, bây giờ botman của mình, đây chính là localhost API login. Authorization của mình đang là admin và password. Đúng chưa? Rồi, mình gửi lên. Rồi, bây giờ khi mà mình gọi lên, server đã trả cho mình một cái token, một cái GWT. Ha, nó gồm ba cái nè, một là header, payload và cái signature. Rồi, như vậy có nghĩa là mình đã implement được cái phần handle API để mà có thể trả cho mình được token rồi. Vậy thì làm sao để mà mình đi verify cái token này ha? Bây giờ mình nói là chỉ có những anh nào mà đã login rồi mới được gọi cái hello, cái API hello của mình. Đấy. Bằng cách là mình thêm một cái middleware ha, thêm cái middleware gọi là is login. Có nghĩa là nó đã login rồi. Nó sẽ bằng là middleware.gwt. Và mình sẽ truyền vào cái secret key của mình. Secret key của mình chính là cái key mà mình dùng để mà mình sign cái token của mình lúc nãy đó, và nó sẽ là my secret key ha. Rồi, bây giờ mình truyền cái is login này vào trong cái middleware của KPI hello. Ok chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ mình thử mình chạy lại, chạy mình chạy restart lại cái server của mình ha. Restart lại cái server của mình để cho nó apply cái code mới lên. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ thử mình gọi cái localhost. Localhost không thôi. Mình gọi thử coi. Đây, nó báo lỗi, đầu tiên là missing or malform GWT. Nghĩa là trong trường hợp này mình chưa truyền gì lên cho mình chưa truyền cái gì lên trong cho cái API này cả. Mình chưa truyền cái cục token login ra cho lên cho cái server này, nên nó cái anh middleware của mình nó đã báo lỗi, nghĩa là này chưa login nè. Cái lỗi này là lỗi chưa login nè. Đấy. Và cái status của nó là 400 patch request, message là missing on. Đấy. Rồi bây giờ mình thử mình gọi login lại ha, gọi login lại để mình lấy cái token mới. Và mình có cái token mới rồi. Vậy thì bây giờ mình làm sao? Trong cái phần authorization này mình sẽ dùng cái barrier token ha, và mình truyền cái token của mình vô. Ok, và mình gọi send. Rồi, bây giờ cái hello của mình nó đã nhận được cái test hello world rồi. Nghĩa là nhận được cái reward hello world rồi ha. Quá ngon, vậy là nó đã, nghĩa là cái middleware GPT của mình nó đã chạy rồi, chạy đúng rồi. Vậy thì
Bây giờ mình muốn lấy được cái data của lúc mà client nó gửi lên cho mình trong cái token đó đó, thì mình muốn bạc cái token đó ra để mà mình lấy được cái data, cái payload ở bên trong để mình có thể show lên trong cái test này ha. Mình làm sao? Thì bây giờ mình sẽ coi ví dụ đây, đây là cái cách mà mình có thể lấy được cái data từ trong cái token ra, bằng cách là mình sẽ see get user ở trong cái security ha, get user. Cái chỗ này thì mình tạm thời mình sẽ cứ làm theo vậy đi, rồi một xíu nữa mình sẽ giải thích là cụ thể là tại sao phải là get user mà không phải là get cái gì khác ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm theo y như trong cái example của nó để mà mình lấy ra trước được cái những cái bài của mình đã ha. Rồi rồi trong cái hello của mình, đầu tiên là mình cũng sẽ lấy user, user là sẽ c chấm get một cái security token ha. Cái này là do mình chưa có import thôi, mình sẽ import cái sao nó lại báo sai cái gì ta. Sao dữ liệu thì chấm token đây, mình đã import rồi, ok nó báo lỗi khác. Bây giờ nó đó là cái claim của mình nó declare nhưng mà chưa được sử dụng, thì bây giờ mình sẽ get ra ha. Bây giờ cái user name của mình nó sẽ bằng là claim chấm user name chấm string đấy. Cái admin của mình cũng tương tự ha, nó sẽ bằng là chấm admin nhưng mà nó là chấm bool ha. Các bạn thấy cái code của mình nó suggest ra cái code sẵn luôn vậy đó, là do mình xài cái một cái plugin nó tên là Tab9 ở trong cái VS Code á. Plugin nó suggest code cho mình ha, rất là tốt. Rồi, ok. Vậy là mình đã lấy được cái username và cái admin ở trong cái token của mình. Bây giờ mình sẽ generate một cái message là fmt.spring spring app đây. Đúng rồi, nó đây rồi. Hello chấm s thì admin chấm về cho mét, đây là username và admin. Rồi, mình sẽ reborn cái message này về. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy lại server để cho nó apply cái code mới. Ok, con mới đã chạy. Bây giờ là làm test lại lần nữa, thì đầu tiên là mình cứ vẫn phải đi login lại để mình lấy một cái token mới cho nó chắc ăn ha. Rồi, mình đưa cái token mới mình vào đây. Mình chạy. Ok, nó báo đây. Xin chào admin. Và is admin là true. Đúng chưa? Rồi, cái test rất là củ chuối nha, đừng có quan tâm tới chuyện chính tả hay cái gì đây, tiếng Anh tiếng Tây gì này nha. Mình đang demo cho các bạn thấy cái việc làm thế nào để mà get được cái data ở bên trong cái token của mình ra thôi ha. Và nhắc lại một lần nữa là những cái thông tin ở bên trong cái token này được trả về cho user, trả về cho client. Cho nên ở đây các bạn thấy là mình chỉ truyền vào username và có phải là admin hay không, cùng với thời gian hết hạn của một cái
Có cần thôi, mình không có truyền cái password vào đây nha. Password là những thông tin rất là nhạy cảm mà mình có thể là bên khác nó sẽ có thể nhìn thấy được cái token đó và nó có thể decode ra được. Mình tốt nhất là mình sẽ không để những thông tin nhạy cảm vào đây, tại vì người ta có thể bắt được những cái thông tin đó, thấy được, xem được những thông tin đó. Rồi, vậy thì còn một cái field ở đây là cái thời gian hết hạn này có ý nghĩa gì? Thì trong cái trường hợp như mà các bạn chỉnh cái thời gian hết hạn này ngắn á, thì nếu mà nó đã bị hết hạn, nó đã bị expire rồi mà bạn cầm cái token đó bạn gửi lên á, thì server nó sẽ reject luôn cái GPT với tờ que của mình đó, nó không không có respond và nó báo lỗi luôn và nó không có vào trong cái Hello API của mình luôn. Giờ mình sẽ thử đổi lại bằng 2 second thôi. 2 second thôi, nghĩa là trong 2 giây là nó đã hết hạn rồi. Cực kỳ nhanh luôn, rồi bấm nút cái góc bên cái bụp cái là coi như nó ra là 2 giây sau nó hết hạn á. Và thử coi. Trong lúc đó thì xem coi là code mình nó có hành xử đúng như những gì mình suy nghĩ không ha. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi login để mình lên cái token mới. Cái token này nó hết hạn sau 2 giây là bây giờ nó đã hết hạn rồi đó. Giờ mình bắt vào bên đây mà mình gọi. Đây, đây. Ồ, nó vẫn được. Nó vẫn được này. Tại vì sao? Cái này là do mình, cái lỗi của mình ha. Tại vì cái field SP này á, các bạn phải truyền vào nó là một cái thời gian time time, có nghĩa là mình phải thêm cái trường là unit vô đây nữa ha. Đấy, và đấy, như vậy thì nó mới mới đúng, có nghĩa là cái field này nó phải là một cái con số time time thì nó mới biết cách để mà nó phân biệt, nó so sánh để biết có hết hạn hay chưa. Còn bạn để lúc nãy mình để thiếu á, mình không có cái time time á thì nó chạy không được đó. Rồi đó là lỗi của mình ha. Rồi mình chạy lại. Ok, bây giờ thử lại lần nữa nè, lấy lại danh dự nè. Ok, mình đã có được cái token mới. Cái token này chỉ có thời hạn 2 giây thôi nha, và tới bây giờ nó đã là hết hạn rồi. Mình truyền vào, mình gửi đây thì message các bạn thấy không, nó là invalid or expired và cái status của nó sẽ là 401 unauthorized. Đây nghĩa là đó, cái token tôi hết hạn rồi, phải đi lấy token mới đi. Ok, rất là dễ đúng không? Rồi mình sửa lại 2 minutes. Ok rồi, coi như vậy là các bạn đã hiểu được cái trường là thời gian hết hạn của cái token nó có nghĩa là gì rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái vấn đề là tại sao mình phải là get user khi mà mình lấy cái token này ra. Tại sao mình phải get user mà không phải là get cái gì đó khác? Thì cái đó là do cái default value mà mình default config mà mình set vào lúc mà mình sử dụng cái gì with the web thôi. Nó là default config ha. Rồi, để mình kiếm cái chỗ nó là default config cho các bạn xem ha. Để ở đây nó không có hả ta? Mình lên source code mình xem rồi. Nó còn không có luôn. Rồi thôi không sao, mình có thể vào trong cái GWT middleware này mình có thể coi được. Rồi thì cái GWT này nó sẽ có 2 hàm. Middleware này nó sẽ có 2 hàm, một là hàm GWT thôi, một cái hàm là hàm GWT cái config. Thì cái config này nó có rất là nhiều thứ ở đây ha. Nó có một cái success handler, cái error handler, rồi psyche,
Simon Todd Konecki làm. Và nó có một cái thứ mà mình cần quan tâm ở đây, chính là token lookup. Token lookup nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà bạn truyền lên một cái token đó, thì bạn truyền nó ở đâu. Ví dụ trong trường hợp mình không truyền gì cả, default nó sẽ nằm trong header authorization. Đó là lý do tại sao trong cái botnet của mình á, mình authorization của mình á, mình sử dụng cái header. Header của mình sử dụng authorization là mình sử dụng validate token ha. Đó là tại vì ở các bạn coi code, các bạn sẽ thấy là nó sẽ truyền cái header authorization của mình lên này đây ha. Cái header này là authorization và nó truyền cái token của mình lên đó, thì default lookup của nó là sẽ nằm ở đó. Còn nếu như các bạn muốn truyền cái token của bạn ở trong cái query, các bạn muốn truyền trong cái query hoặc là trong var, trong cookie gì đó, kèm theo cái tên thì tùy, cái đó là tùy ha. Rồi cái context key có nghĩa là cái key mà để mình lấy trong cái từ cái context mình lấy ra. Ví dụ như mình set vô gì mình lấy ra cái đó đúng không? Thì cái context key mà default của nó sẽ là user, để nó có thể set được cái token của mình ra đó. Thì khi mà nó set vào, nó sẽ set vào default là cái field user, nên mình get ra bắt buộc phải get là bằng user. Này cũng dễ hiểu thôi đúng không? Đây, default config của nó đây. Thuật toán ha, user, context key là user, lookup là header, outstream là barrier. Đây, barrier là cái này đây, barrier token này, code này. Ok, đó. Thì với cái demo của mình không có truyền cái config vào, mình sử dụng cái hàm này, thì nó sẽ sử dụng cái default config để nó làm cái config cho mình. Đó là lý do tại sao mà mình ở đây mình sử dụng cái get mà user ha, get user, và nó đang lấy token từ trong header của mình ra đó. Đấy. Vậy là trong cái ví dụ này, mình đã làm cho các bạn xem cái phần làm thế nào để mình có thể gen được một cái zero-day token và sử dụng cái middleware zero-day của Echo để mà đi verify cái token đó một cách rất là đơn giản. Mình không cần phải gọi là gọi xuống DB để kiểm tra user một lần nữa, tại vì cái việc kiểm tra user nó nằm ở cái value login rồi. Ngay value login mà nó nằm ở middleware basic out của mình này. Đó là thực tế thì chỗ này nó sẽ đi quay xuống DB để nó kiểm tra user cho mình. Còn khi một khi gọi vào cái ba hello rồi, mình chỉ cần check coi là cái token nó có hợp lệ hay không và mình xử lý, mà mình không quan tâm tới cái việc và phải đi xuống kiểm tra coi anh user này có tồn tại trong hệ thống hay không, quyền anh đang hiện tại là gì ha. Đấy. Thì tạm thời thì cái phần gọi là middleware và utility mình tạm giới thiệu tới đây thôi. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái trường học hỏi các bạn. Thì ở video sau mình sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp về những cái demo này, và mình sẽ làm cho các bạn một cái demo về tiếp tục code cho các bạn xem về cái việc là làm thế nào để cho mình có thể viết một cái custom middleware ha, thì có thể gắn vào trong cái backend của mình, trong cái server của mình. Rồi, còn video hôm nay thì tạm dừng tại đây. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại những cái video kế tiếp.